liệu có sự sống trên sao Hỏa? Câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng đã khiến giới khoa học đau đầu tìm lời giải trong suốt nhiều thập kỷ. Nếu có sự sống trên sao Hỏa hàng tỷ năm trước, thậm chí chỉ là sự sống của vi sinh vật, thì điều đó sẽ phá vỡ mọi sự hiểu biết từ trước tới nay của nhân loại về cách sự sống bắt đầu. Ngày nay, sao Hỏa là một vùng đất hoang, đó là một sa mạc đầy bụi, gồ ghề và đầy những miệng núi lửa. Không có sự sống rõ ràng trên bề mặt của nó, nhưng trong nhiều thập kỷ qua, các nhà khoa học đã đi tìm thấy bằng chứng về một sao Hỏa đã mất, một ngôi sao trông giống trái đất hơn là một hố địa ngục. Trang tin Vox dẫn lời nhà sinh học vũ trụ Lindsay Hayes của NASA cho biết, bạn có thể thấy bằng chứng về sự sống trên sao Hỏa cách đây 4 tỷ năm. Bạn sẽ thấy những thứ giống như tàn tích của một vùng châu thổ sông lớn, thấy bằng chứng về các hồ nước trong quá khứ. Điều đó làm cho trí tưởng tượng phát triển. Có thể đã có mây trong bầu khí quyển. Bề mặt sao của hành tinh đỏ có thể đã rất đẹp. Các sứ mệnh tàu thám hiểm tới sao Hỏa, bao gồm cả tàu đổ bộ, tàu quỹ đạo và robot tự hành, đã bổ sung thêm bằng chứng thực địa cho thấy quá khứ đầy nước này rất có thể xảy ra trên hành tinh đỏ. Và đó là điều thú vị nhất đối với một nhà thiên văn học như Lindsay Hayes. Ở đâu có nước, ở đó có thể có sự sống. Bà cho biết, một trong những đặc điểm chung của sự sống là nước. Có sự tồn tại mà không có ánh sáng, sự sống tồn tại mà không có oxy, nhưng không có sự sống nào tồn tại mà không có nước. Nếu có nước trên bề mặt của sao Hỏa cổ đại, thì có thể có sự sống trong vùng nước đó. Tàu thám hiểm sao Hỏa Perseverance, tàu thám hiểm mới nhất của NASA, đã hạ cánh trên hành tinh đỏ vào năm 2021 và hiện đang khám phá một vùng châu thổ sông khô cạn cổ đại. Hy vọng là một số dạng vi sinh vật từng sống và đã chết hàng tỷ năm trước được bảo tồn trong các lớp trầm tích của nó. Perseverance đang tìm thấy các mẫu đá để đưa trở lại trái đất phục vụ cho mục đích nghiên cứu chính xác. Chúng sẽ trở thành những mẫu đá sao Hỏa đầu tiên trở về trái đất bởi một sứ mệnh khoa học. Điều gì sẽ xảy ra nếu bằng chứng về sự sống trong quá khứ trên sao Hỏa được xác nhận? Tìm thấy sự sống trên sao Hỏa có thể giúp chúng ta hiểu sự sống bắt nguồn thế nào trong vũ trụ. Lindsay Hayes giải thích, lý do mà tôi quan tâm đến việc tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa là để tìm hiểu mối tương quan với sự sống trên trái đất. Bất kỳ hai người nào cũng đều có quan hệ họ hàng với nhau và chung tổ tiên nếu nhìn lại đủ xa trong cây phả hệ của họ. Nhưng điều này cũng đúng với mọi sự sống. Có một tổ tiên tiến hóa chung liên quan con người với tinh tinh với ếch, ếch với côn trùng với bào tử nấm. Tất cả sự sống trên trái đất đều có liên quan với nhau, thông qua một tổ tiên chung phổ quát cuối cùng, được các nhà khoa học đặt tên là Luca. Tổ tiên chung phổ quát cuối cùng được cho là một sinh vật đơn bào có ADN đóng vai trò là nền tảng cho mọi dạng sống. Đối với Lindsay Hayes, mối quan hệ đó đặt ra một câu hỏi lớn. Khi biết rằng tất cả sự sống trên hành tinh này dường như đều liên quan đến nhau, thì sự sống trên một hành tinh khác sẽ thế nào? Mặc dù không được đảm bảo, nhưng Perseverance có thể tìm thấy bằng chứng về sự sống trong quá khứ trên sao Hỏa mà các nhà khoa học có thể xác định xem nó có chung tổ tiên với sự sống trên trái đất hay không. Tất cả sự sống trên trái đất đều có những điểm tương đồng nhất định như sử dụng DNA và RNA để lưu trữ thông tin và hầu hết axit amin đều tương đồng trong protein của chúng. Nếu tìm thấy sự sống trên sao Hỏa có chung những điểm tương đồng đó thì có lẽ có liên quan đến sự sống trên trái đất. Nếu sự sống trên trái đất và sao Hỏa có một tổ tiên chung thì điều đó có nghĩa là sự sống có thể bắt đầu trên một trong các hành tinh và sau đó bằng cách nào đó được vận chuyển đến hành tinh kia. Có thể sự sống không bắt đầu trên trái đất, mà thay vào đó là trên sao Hỏa, hoặc thậm chí có thể ở một nơi khác trong không gian. Nhưng nếu sự sống trên sao Hỏa có vẻ rất khác với sự sống trên trái đất, thì điều đó có thể có nghĩa là sự sống là một quá trình cơ bản của vũ trụ đến mức bạn có thể có hai sự kiện tạo ra sự sống khác nhau trong cùng một hệ mặt trời. Điều đó có nghĩa là sự sống có thể còn phổ biến hơn trong vũ trụ so với những gì chúng ta đang nghi ngờ. Nhưng thực tế vẫn là sao Hỏa là một nơi cực kỳ quan trọng trong hệ mặt trời để giải đáp cho những câu hỏi này. Mặc dù chưa chắc chắn về sự sống trên sao Hỏa, nhưng mới đây,
các nhà nghiên cứu cũng đã có thêm hy vọng khi phát hiện khoáng chất cực quý hiếm trên sao Hỏa. Theo đó, bí ẩn về một khối thạch anh quý hiếm trong miệng núi lửa Ra mà tàu thám hiểm sao Hỏa Curiosity phát hiện vào năm 2016 cuối cùng đã được các nhà nghiên cứu giải mã. Một nhóm các nhà khoa học hành tinh từ Đại học Rice, Trung tâm Không gian Johnson của NASA và Viện Công nghệ California tin rằng một phần cô đặc của Tridymy đã được phun vào miệng núi lửa Ra khi nó vẫn chứa đầy nước chừng 1 tỷ năm trước. Phát hiện mới cho thấy hành tinh đỏ có một lịch sử núi lửa thú vị và phức tạp hơn những gì được nghĩ trước đây. Tridymy cực kỳ hiếm trên trái đất, là một dạng đồng hình nhiệt độ cao của thạch anh và thường xuất hiện ở các dạng tấm nhỏ hoặc các tinh thể giả sáu phương không màu trong các ốc đá phun trào Felsic. Cách thức Tridymy đến được lòng hồ cổ đại đã khiến các nhà nghiên cứu gặp khó khăn trong nhiều năm. Giáo sư Kirsten Shepard, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết, việc phát hiện ra Tridymy trong đá bùn ở miệng núi lửa Ga là một trong những quan sát đáng ngạc nhiên nhất mà tàu thám hiểm Curiosity đã thực hiện được trong 10 năm khám phá sao Hỏa. Tridymy từng xuất hiện trong quá trình núi lửa hình thành, phun trào trên trái đất, nhưng chúng tôi đã tìm thấy nó ở đáy hồ cổ trên sao Hỏa, nơi hầu hết các núi lửa còn rất nguyên thủy. Để giải đáp bí ẩn này, Shepard và các đồng nghiệp đã xem xét dữ liệu liên quan đến sự hình thành Tridymy trên trái đất. Họ cũng xem xét các mô hình núi lửa trên hành tinh đỏ, vật liệu núi lửa, cũng như bằng chứng trầm tích thu thập được từ miệng núi lửa Ga, nơi tàu Curiosity hạ cánh vào tháng 8 năm 2012. Sau quá trình nghiên cứu, nhóm của giáo sư Shepard đưa ra một kịch bản mới cho thấy magma trên sao Hỏa đã nằm lâu hơn bình thường trong một khoang bên dưới núi lửa. Điều này cho phép nó ít nhất nguội đi một phần, quá trình được gọi là kết tinh phân đoạn, và tăng nồng độ silic của magma. Một vụ phun trào lớn sau đó phun ra tro có chứa thêm silicon này ở dạng Tridymy xuống hồ và sau đó trở thành miệng núi lửa Ga, cũng như các con sông xung quanh. Tro núi lửa này dần dần bị phân hủy bởi nước trong hồ cổ đại. Điều này cũng giúp phân loại các khoáng chất trong tro, để lại khoáng chất Tridymy mà tàu thám hiểm Curiosity tìm thấy vào năm 2016. Shepard nói, đó thực sự là một sự tiến hóa đơn giản của các loại đá núi lửa khác mà chúng tôi tìm thấy trong miệng núi lửa. Bởi vì chúng tôi chỉ nhìn thấy khoáng chất này một lần và nó tập trung nhiều ở một lớp duy nhất, nên chúng tôi cho rằng núi lửa có thể đã phun trào cùng lúc với hồ ở đó. Mặc dù mẫu cụ thể mà chúng tôi phân tích không chỉ là tro núi lửa, mà đó là tro đã bị phong hóa. Phát hiện cũng có ý nghĩa rộng lớn hơn đối với lịch sử địa chất của sao Hỏa. Điều đó có nghĩa là hành tinh đỏ đã phải trải qua giai đoạn núi lửa hoạt động cực mạnh và bùng nổ cách đây hơn 3 tỷ năm. Đây là thời điểm sao Hỏa thay đổi từ một thế giới ẩm ướt và ấm áp sang một hành tinh khô cằn và cằn cỗi mà chúng ta quen thuộc ngày nay. Shepard kết luận, có rất nhiều bằng chứng về các vụ phun trào núi lửa Bazan trên sao Hỏa, nhưng đây là một dạng hóa học tiến hóa hơn. Nghiên cứu này cho thấy hành tinh đỏ có thể có một lịch sử núi lửa phức tạp và hấp dẫn hơn những gì chúng ta tưởng tượng trước đây. Bản đồ vô giá trên sao Hỏa tiết lộ mỏ khoáng sản khổng lồ. Bản đồ sao Hỏa mới hé lộ các mỏ khoáng sản khổng lồ rải rác trên khắp hành tinh đỏ. Nó đã phá vỡ nhận thức của chúng ta về quá khứ của sao Hỏa và chỉ ra các địa điểm hạ cánh tiềm năng cho các sứ mệnh săn tìm sự sống trong tương lai của con người. Chưa bao giờ giới khoa học lại kinh ngạc đến vậy. Hóa ra sao Hỏa lại ẩn chứa thứ vô giá hơn bao giờ hết. Sao Hỏa ngày nay là một hành tinh khô, nhưng nhiều bằng chứng cho thấy nó từng có nước chảy khắp bề mặt. Các khoáng chất dạng nước có thể được tìm thấy trong các loại đá đã bị nước biến đổi về mặt hóa học trong quá khứ và thường biến thành đất sét và muối. Những phát hiện mới cho thấy rằng nước đóng một vai trò lớn hơn nhiều trong việc hình thành địa chất của sao Hỏa trong suốt quá trình lịch sử của nó. NASA và ESA góp công tạo ra sự hiểu biết hoàn toàn mới của con người thông qua việc thiết lập một bản đồ toàn cầu các khu vực ngậm nước trên sao Hỏa. Bản đồ vô giá này đã được tạo ra một cách cẩn thận, tỉ mỉ trong 10 năm qua bằng cách sử dụng dữ liệu từ thiết bị quan sát Omega của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu và máy đo quang phổ hình ảnh trinh sát nhỏ gọn cho sao Hỏa, được gọi là GRISM của NASA. Cụ thể, bản đồ hiển thị vị trí và sự phong phú của các khoáng chất dạng nước.
Chúng đến từ các loại đá đã được biến đổi hóa học do tác động của nước trong quá khứ và thường được chuyển đổi thành đất sét và muối. Dữ liệu này có thể được sử dụng để kể về lịch sử của nước ở các khu vực khác nhau của hành tinh đỏ. Phần lớn đất sét được tạo ra trên sao hỏa trong thời kỳ đầu ẩm ướt của nó, trong khi nhiều loại muối vẫn còn được nhìn thấy ngày nay được tạo ra khi nước dần cạn kiệt. Ở trên trái đất, đất sét được tạo ra khi nước tương tác với đá, với các điều kiện khác nhau sẽ sinh ra các loại đất sét khác nhau. Ví dụ, các khoáng chất đất sét như smeltite và vermiculite hình thành khi một lượng tương đối nhỏ nước tương tác với đá. Do đó, chúng giữ lại hầu hết các nguyên tố hóa học giống như đá núi lửa ban đầu. Trong trường hợp của smeltite và vermiculite, những nguyên tố đó là sắt và magie. Đá có thể bị biến đổi nhiều hơn khi lượng nước tương đối cao. Các nguyên tố hòa tan có xu hướng bị cuốn đi, để lại đất sét giàu nhôm như cao lanh, một loại đất sét màu trắng, bở, chịu lửa. Điều ngạc nhiên lớn đối với các nhà nghiên cứu là sự phổ biến của các khoáng chất này. 10 năm trước, các nhà khoa học hành tinh chỉ biết có khoảng 1.000 mỏm đá trên sao hỏa. Tuy nhiên, bản đồ nước mới đã đảo ngược tình thế, tiết lộ hàng trăm ngàn khu vực như vậy ở những khu vực lâu đời nhất trên hành tinh đỏ. Nhà khoa học hành tinh John Carter cho biết, bản đồ nước mới thay đổi sự hiểu biết của chúng ta về lịch sử của hành tinh đỏ. Có được bản đồ này, chúng ta không còn nghi ngờ gì về việc nước đóng một vai trò to lớn trong việc hình thành địa chất trên khắp hành tinh này. Vấn đề mấu chốt bây giờ là liệu nước có tồn tại dai dẳng hay chỉ giới hạn trong các đợt ngắn hơn, cường độ cao hơn. Mặc dù chưa đưa ra câu trả lời chính xác, nhưng kết quả mới chắc chắn mang lại cho các nhà khoa học một công cụ mạnh mẽ hơn để theo đuổi câu trả lời. Ông John Carter cho biết thêm, tôi nghĩ chúng ta đã đơn giản hóa một cách tổng thể sao hỏa. Ông giải thích rằng các nhà khoa học hành tinh có xu hướng nghĩ rằng chỉ có một số loại khoáng chất đất sét trên sao hỏa được tạo ra trong thời kỳ ẩm ướt đó. Sau đó khi nước dần cạn kiệt, muối được tạo ra trên khắp hành tinh. Bản đồ mới này cho thấy rằng nó phức tạp hơn những gì bạn nghĩ trước đây. Mặc dù nhiều muối trên sao hỏa có thể hình thành muộn hơn đất sét, nhưng bản đồ cho thấy nhiều trường hợp ngoại lệ có sự pha trộn mật thiết giữa muối và đất sét. Thậm chí có một số loại muối được cho là lâu đời hơn một số loại đất sét. Sự tiến hóa từ nhiều nước thành không có nước không rõ ràng như chúng ta nghĩ. Nước không chỉ dừng lại trong một đêm. Chúng ta thấy bối cảnh địa chất rất đa dạng, đến nỗi không một quá trình hay dòng thời gian đơn giản nào có thể giải thích sự tiến hóa của khoáng vật học trên sao hỏa. Đó là kết quả đầu tiên của nghiên cứu. Thứ hai là nếu bạn loại trừ các quá trình sống trên trái đất, thì sao hỏa thể hiện sự đa dạng về khoáng vật học trong các môi trường địa chất giống như trái đất. Nói cách khác, chúng ta càng quan sát kỹ hơn, quá khứ của sao hỏa càng trở nên phức tạp hơn. Trong bản đồ cũng thể hiện các địa điểm hạ cánh của các sứ mệnh sao hỏa trước đó và các khu vực tiềm năng cho công cuộc săn tìm sự sống tiếp theo bao gồm. Mars Vallis, đây là một thung lũng dài khoảng 600 km, sâu 2 km, từng có một lượng nước khổng lồ chảy qua hàng tỷ năm trước. Ocean Planum là một khu vực giàu đất sét. Những loại đất sét này bao gồm các khoáng chất giàu sắt và magie của smeltite và vermiculite và cao lanh địa phương. Ocean Planum đã được chọn làm địa điểm hạ cánh cho tàu thám hiểm Rosalind Franklin của ESA. Silica ngậm nước cũng được lập bản đồ trên một vùng châu thổ cổ ở Ocean. Meridiani Planum nằm giữa đường xích đạo sao hỏa và là điểm hạ cánh của xe tự hành Opportunity của NASA năm 2004. Vallis Marineris là một trong những hẻm núi lớn nhất trong hệ mặt trời. Hố va chạm Ga và hố va chạm Jezero lần lượt là nơi hạ cánh của các tàu thám hiểm Curiosity và Perseverance của NASA vào các năm 2012 và 2020. Ngoài ra Leiden, khu vực cận trung tâm nằm tại phía nam của đường xích đạo trên sao hỏa, thông qua nghiên cứu kỹ lưỡng các hình ảnh do vệ tinh Mars Reconnaissance Orbiter ghi lại. Lý do việc tìm thấy đất sét là đáng mừng, bởi chúng cho thấy sự hiện diện lâu dài của nước. Cụ thể là đất sét hình thành trong điều kiện pH trung tính với lượng nước bốc hơi tối thiểu. Nhóm nghiên cứu cho rằng nước đã từng chảy đến khu vực này từ 3,8 tỷ năm đến 2,5 tỷ năm trước.
đây là khoảng thời gian khá lớn trong lịch sử hình thành và phát triển của sao hỏa. Các nhà nghiên cứu cho rằng lớp đất sét ban đầu hình thành xung quanh vùng đất cao hơn, trước khi chúng bị xói mòn bởi các kênh nước và dịch chuyển xuống cùng hạ lưu, và bên trong một hồ ở lưu vực và phía bắc của thung lũng. Trong số các lớp trầm tích, nhiều lớp có tông màu sáng, đầy màu sắc và có độ lún tương đối thấp. Chúng đều chứa đất sét trong một diện tích kéo dài khoảng 200 km. Theo Catherine Wade, nhà khoa học cấp cao tại Viện Khoa học Hành tinh ở Arizona, đây có thể là bằng chứng cho thấy một hồ nước từng xuất hiện trong lưu vực. Sự hiện diện của hồ nước và lớp đất sét cho thấy một môi trường mà lẽ ra sẽ thuận lợi cho sự sống vào thời điểm đó. Bên cạnh đó, đất sét cũng là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng ổn định cho môi trường xung quanh, đặc biệt là hệ thực vật. Đặt nước, chất dinh dưỡng và các điều kiện ổn định lại với nhau, cơ hội sống sót của các sinh vật sẽ tăng lên đáng kể. Mặc dù không phải là bằng chứng chính xác về sự sống trên sao hỏa, song đây được xem là những gợi ý quý giá. Những điều kiện có thể hoặc từng hỗ trợ cho sự sống trên hành tinh đỏ. Dựa vào những yếu tố địa chất còn sót lại, loài người hoàn toàn có thể xây dựng và phát triển những kế hoạch khả thi hướng tới mục tiêu định cư lâu dài. Cách đây không lâu, chúng ta từng biết rằng có băng trên sao hỏa, nhưng việc tìm kiếm nước ở dạng lỏng vẫn đang là một chặng đường gian nan. Nghiên cứu trên đây đã ủng hộ thêm cho luận điểm cho rằng hồ nước và những con sông trải dài từng là một phần của cảnh quan trên sao hỏa và có thể chúng đã mang lại sự sống cho hành tinh này.